Yeah, It's Vid Dragon. It's the end of this road. Come on. Yeah. Ta muốn một ngày đi trên con đường Sài Gòn đồng thân thang một mình, một chai đủ mạnh với những cảm xúc thật là miên man. Không điên đang suy nghĩ đến những điều khá là liên quan. Ví dụ sáng nhậu Lào Cai, chưa ở Con Tum, chuyển về Kiên Giang. Ta muốn một ngày những người Việt Nam đi xa là về thăm nè. Đi trước hay sau 75 cũng phải thăm nhà hay là thăm quê. Không bị làm khó dễ, mọi người hiểu được ai cũng như nhau. Ví dụ phải hiểu là trong đám cưới thì chầu cũng phải như câu. Cũng đều quan trọng, người Việt Nam sinh ra từ trong bụng. Không cần long trọng nhưng không phải là một giống người lật lọng. Từ cách ăn nó móc hỏng đến cách sống lừa đảo người ta, và hiểu phần lớn cũng do môi trường, do xã hội mà ra. Chứ không ai sinh ra để làm người xấu hay làm đầu gấu, hay làm đĩ, làm trộm, làm cướp hay vật lạ bay vô đầu. Những tư tưởng của buổi đó giờ cần được người dạy để khôn ra. Thì GVA đồng vị sẽ tiếp những con vật nào xông ra. I want world peace, but y'all think I'm crazy. There's no police, but y'all think I'm crazy. I want equality, y'all think I'm crazy. There's no need for hate, but y'all think I'm crazy. Yeah, you're dragging. GVR. Yo, ta muốn một ngày gặp lại mày, y như là vậy. Không trò thầy, không bạn thù, chỉ đơn giản tao với mày. Mình ngồi tại quầy, nơi đường mạnh và bia thơm được bày. Cảm giác thật là đầm thắm, anh em sẽ được xung vầy. Ta muốn một ngày, tụi mày sẽ chấm dứt lợi dụng tao. Giả trước mặt sủa sau lưng, như đéo dám hó hé khi mày đụng tao. Ta muốn một ngày, có được quốc tịch Úc lên cả Việt Nam. Một ngày nào đó mà nhạc rap sẽ không còn bị Việt giam. Hay phân chia, nào là Trung là Bắc với Nam. Mới có câu hỏi cho ông trời, chưa gì đã phải nới thang. Ba miền là một nước mà sao mày cứ kỳ thị. Phân biệt chia rẽ từ làng tiếng nói thật là kỳ dị. Tỉnh đi, Trung Quốc đang lộng hành Biển Đông. Khinh khi, có khi mất nước với những tư tưởng viễn vông. Ta muốn một ngày fan chú tâm nghe nhạc chứ không bỏ đích. Và nghe thành niềm đam mê chứ không lấy phong cho làm sở thích. Đi đâu, người cũng phải về. Ta mệt mỏi lắm rồi. Ha, tụi bay bớt soi mói đi. Đây là tao nè. GVR.VN. I'm home, bitches.